Ơn Tổ quốc từng ngọn rau tấc đất, nghĩa đồng bào từ gia thất quê hương. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là vô cùng thiêng liêng và cao quý, đã in sâu vào trái tim, khối óc của con người Việt Nam. Trước những khó khăn do sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19, với hàng chục nghìn tấn nông sản của bà con nông dân tỉnh Hải Dương phải đối diện với nguy cơ bị đổ bỏ, tình nghĩa nồng thắm ấy lại tiếp tục được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khi những người con Phật cùng người dân cả nước đã chung tay giải cứu nông sản, sẻ chia giúp đỡ đồng bào vùng dịch. Với tình hình hiện nay ở Hải Dương rất là khó khăn về nông sản, vì thế mà tồn đọng rất nhiều, không tiêu thụ được. Được sự sách tấn của cô Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc Vàng Chùa Ba Vàng, các Phật tử trong câu lạc bộ đã họp bàn để lên kế hoạch trung chuyển từ ở Hải Dương mà qua các điểm chốt về đến tận đây, lại chia ra nhiều những cái địa điểm như điểm ở đây để như thế là tiêu thụ, giúp bà con để bà con đỡ khó khăn. Do ảnh hưởng vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua, lưu thông trong tỉnh và sang các tỉnh khác ở Hải Dương đã bị hạn chế rất nhiều. Khó khăn khi vận chuyển cũng chính là một trong những khó khăn lớn trong hành trình giải cứu nông sản của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Do là nằm trong khu vực bị phong tỏa và giãn cách, cho nên các Phật tử cũng không tập trung đông được, và một số Phật tử khi đi đến các điểm giải cứu thì cần phải xin giấy của xã, phường để có thể đến điểm tập kết để giải cứu nông sản cho bà con. Đường xá thì rất là khó, tại vì ở vùng nông thôn và nhất là cái vùng xin được giấy phép để vào những cái vùng có dịch. Với tinh thần lục hòa, tất cả các đạo hữu đã cùng nhau đoàn kết và cùng nhau triển khai công việc một cách ăn ý, phối hợp với các đạo tràng trong khu vực tỉnh Hải Dương, và đã triển khai công việc cứu trợ hàng nông sản cho bà con một cách nhanh chóng. Từ những cái sự chỉ dạy và có những cái phương án rất là tích cực để cho chúng tôi thực hiện, và đến bây giờ thì chúng tôi đã thành lập được các cái điểm tại địa phương, tại phường, và đặc biệt là chúng tôi ở thành phố Hạ Long, bây giờ chúng tôi đang đón tại cảng Cái Lân. Trời mưa rất là to và chúng tôi đã đi đón trước từ lúc 1 giờ đến bây giờ là 4 giờ rồi mà xe mới đến nơi. Nhưng mà chúng tôi rất nhiệt tình đứng trời mưa để đón hàng, và hiện nay hàng của chúng tôi đã được bốc lên trên xe. Người tất bật đóng gói nông sản, người khẩn trương giao hàng cho khách, dù trời có tối muộn hay có mưa gió lạnh, các Phật tử vẫn luôn hăng say nỗ lực trong việc giải cứu nông sản, giúp bà con nông dân. Tuy có chút vất vả, nhưng ai cũng đều thấy vui và hạnh phúc khi được làm điều ý nghĩa cho đồng bào, được sẻ chia những nỗi đau kinh tế cho người dân vùng dịch. Thì hôm nay nhận hàng từ điểm vùng dịch ra đây, tôi thấy là cái không khí rất là sôi động, ai cũng hào hứng, ai cũng rất là hồ hởi để thứ nhất là vận chuyển, thứ hai là phân chia hàng, với cái tâm thái rất là hoan hỉ, rất là vui mừng vì đã làm được cái việc gì đó có ý nghĩa để trợ giúp cho các Phật tử ở vùng dịch tiêu thụ được cái hàng hóa mình làm ra. Qua đây cũng xin chia sẻ với đồng bào, trong những cái lúc khó khăn như thế này, lạm dịch Covid như thế này, không những của nhân dân Hải Dương mà của trên toàn đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới, thì thôi các bạn hãy cố gắng lên để chúng ta cùng nhau. Chúng tôi thì không giúp được các bạn nhiều, nhưng mà với tấm tinh thần của chúng tôi rất nhiệt tình, và từ chiều đến giờ thì chúng tôi cũng rất là cảm động, gần như chảy nước mắt ra khi thấy mà cái lượng rau của các bạn quá nhiều và quá lớn như vậy. Thì cái công sức của các bạn trồng ra được cái mấy tháng trời mới được một ruộng rau như thế mà để bây giờ không tiêu thụ được thì cũng rất là đau khổ. Một cái nền kinh tế như thế cũng rất là thiệt thòi. Thì thôi các bạn hãy cố gắng lên. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Phật giáo đã cùng dân tộc Việt Nam trải qua bao thăng trầm của đất nước, từ thời khai sơ dựng nước đến thời đại hòa bình hôm nay. Đại dịch COVID-19 xuất hiện đã và đang có những tác động tiêu cực đến đời sống của nhiều bà con nhân dân. Trong khó khăn hoạn nạn ấy, tiếp nối và phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ cùng người dân cả nước, tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, chung tay giúp đỡ mọi người. Giải cứu nông sản Hải Dương là một trong nhiều hoạt động của câu lạc bộ Cúc Vàng. Trong các đợt bùng phát của dịch bệnh COVID-19, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đã chung tay phát khẩu trang miễn phí, giải cứu làng hoa Tây Tự. Trên tinh thần tu tập và làm nhiều các việc phúc thiện theo sự chỉ dạy của sư phụ Thích Trúc Thái Minh và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử luôn luôn cố gắng tinh tấn và chung tay
cùng với bà con nhân dân trong lúc khó khăn. Đồng bào vùng dịch, các bạn hãy cố gắng và vững tâm. Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn vượt qua những khó khăn. Bởi tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp mà những người con Phật luôn nỗ lực giữ gìn và phát huy để làm đất nước mỗi ngày một tươi đẹp, để tăng trưởng tâm từ bi yêu thương theo lời Đức Phật dạy.